Công ty điện tử Sáp Việt Nam hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Vẫn hát lời tình yêu tuần này, chúng ta sẽ được bật mí những câu chuyện chưa bao giờ được kể của danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn qua các ca khúc nổi tiếng. Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao. Trong tình yêu thì tôi đã từng là một người chiến thắng và đã từng là kẻ chiến bại. Nhưng mà cái bài này là ra đời trong cái hoàn cảnh là chiến bại hay chiến thắng? Chắc chắn là chiến bại. Ôm bao đau thương, mình anh cô đơn trốn đây. Ngày mai em ra đi, chôn giấu bao kỷ niệm. Với Ngọc Sơn thì vàng bạc kim cương tất cả mọi thứ cũng không bằng một góc của cha mẹ. Nhiều tháng trời thức với mẹ, bóp chân cho mẹ, nước mắt chảy ra. Nhớ những ngày con ốm đau, mẹ thương con thức trắng đêm thâu. Đón xem tập 8 chương trình Vẫn hát lời tình yêu được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy ngày 7 tháng 5 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.